Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì trong cái tựa game này hiện tại nó đang có 4 cái vật phẩm limited nha các bạn. Thì để mà đổ được những cái vật phẩm này nó yêu cầu là các bạn có điểm nha. Thì để mà kiếm được cái điểm UGC này á, thì các bạn phải like và các bạn join vào game á. Thì nó sẽ cho các bạn mở khóa cái vòng quay các bạn. Sau khi các bạn mở khóa cái vòng quay á, thì nó sẽ cho các bạn quay một lượt. Và sau đó, sau những cái lượt mà các bạn quay á, thì nó sẽ cooldown là 10 phút nha các bạn. Thì cứ 10 phút nó sẽ cho các bạn quay một vòng quay miễn phí. Nếu mà may mắn như mình á, thì các bạn có thể trúng được cái UGC bond, là cái điểm UGC. Và cách thứ hai để mà kiếm được cái điểm này á, là các bạn phải chơi những cái bài hát các bạn. Thì khi mà các bạn vào chơi những cái bài hát á, thì các bạn cố nhặt những cái điểm, nhặt những cái nốt nhạc màu xanh các bạn. Nói chung là các bạn cố chơi làm sao mà để cho nó được combo thì càng tốt các bạn. Thì tại vì khi nó có combo nó sẽ cộng cho các bạn điểm nhiều hơn. Đấy, thì đâm ra thì nó sẽ tặng cho các bạn nhiều cái điểm UGC hơn. Thì đó là hai cách mà để các bạn kiếm được bond và các bạn có thể đổ cái vật phẩm nha các bạn. Sau khi các bạn đủ rồi thì các bạn chỉ cần bấm vào cái chỗ teleport là nó sẽ dịch chuyển các bạn tới chỗ cái để đổ cái vật phẩm nha các bạn. Thì tới đó các bạn chỉ cần đổ vật phẩm là được nha. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.